cái không nghe lời mong tí nào. Anh nghe Cường ơi. Anh ăn sáng xong chưa? Anh ăn sáng rồi anh. Rồi ăn sáng hết rồi anh. Cũng có số người đang ngồi dưới ăn ha. Em ăn sáng xong em lên chưa? Anh coi có ai rảnh anh chó lâu chơi em xe cái anh lượm được. Có anh, có anh. Ok em ăn sáng em lên nha. Ok. Cường để em lau xe ra trước lắm. Để lần nào lau xe đẹp. Ok. Đi vòng qua kia, đậu qua kia chứ đậu đâu đây. Đi vòng kia kìa. Xem video thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để xem những video tiếp theo về những xe này nha. Quay xe.